Trời ơi, chào mọi người đã trở lại game nhà bè. Hôm nay ba con người quen thuộc là mình Su Baby với ở lại lớp sẽ chơi Uppy kinh dị nha các bạn. Không, ở lại lớp. Ở lại lớp. Chó cất xanh. Chồng ở chó cất xanh. Ừ, mày chó cất xanh. Gọi chuột. Đừng làm video cho nên bullshit. Trời, chuột chơi kìa, mày sắp chết kìa. Chơi kìa. Chào mừng đến với thế giới Uppy. Ơi, chào mừng đến Roblox Uppy của chúng tôi. Nhiệm vụ của bạn là đi đến điểm cuối cùng. Dễ hiểu đúng không? Chắc hãy chắc chắn rằng bạn on hot là gì? Hãy chắc chắn rằng bạn luôn ở trên cái bậc nhã, dù bạn làm gì cũng gần rời đi. Chúng tôi không muốn bạn bị đau. Và có lẽ đó là tất cả những gì tôi có thể nói rồi. Vui vẻ nha. Chuột nhấn. Nhưng mày biết tại sao mày ở đây không? Nhấn. Mày biết mày đã làm ra gì chưa? Mày biết hậu quả mà. Consequences. Ai chưa nhấn? Hãy nghe những gì ta đã nói. Ta nói trước đó. The Uppy Loading. Không có ship lock hả? Không có ship lock. Ta cần ship lock. Ship lock dễ hơn nhiều. Cẩn thận khi bạn đang nhảy. Hết rồi. Nhỏ lại đã. Dễ vậy chút. Phải, đụng vô nó chỉ mất máu rồi chứ nó không giết mình nữa. Ủa sao này đi qua vậy? Chọn vô nhớ, vô tức. Rồi đi ha. Sâu. Hình như đi vô đỏ chứ mất máu đúng không? Ừ, má dễ vậy. Tao nhanh hơn mày rồi. Chuột ngu. Rồi mày phải hơn Su đó chuột. Ơi Su mày dễ kìa. Mày nhanh hơn mày. Ai về cuối là cục cứt xanh. Ừ, cục cứt xanh. Cứt xanh hả? Rồi giờ chờ bá bay á. Hai đứa. Rồi cục cứt xanh. Chết. Đổi nhạc rồi. Thôi ra dễ quá. Mày chơi trước rồi. Vô. Ê mày ăn đứng cuối nha. Ô ô chưa giết mày ơi. Chưa giết được mày ơi. Cái gì sao nó té nữa rồi?
Thôi ngồi bình tĩnh thôi. Má này có ship lock dễ lắm rồi. Không, ta đéo thấy chừng mình đâu. Này giữ ngón tay ơi. Đạp lên mớ này, đạp lên thì cũng phải đạp cả chục cái mới chết được. Rồi nó đỏ. Ai về đích là người chiến thắng. Sụp má máu tao. Ông chả nhìn thấy máu rồi nữa. Nhưng mà tao coi thường nó quá rồi. Thấy dễ rồi. À, ừ vậy nên tao tao đéo thèm nhảy qua mấy cục máu nữa. Đi phi cua. Yeah, giờ người mình thành xám rồi, giờ ăn chua thành đỏ rồi. Vita Coco. Ai biên mày thấy tao đỏ rồi. Không, thỉnh thoảng tao thấy đầu bay giật. Nhưng tao thấy một chuột màu đỏ. Chuột với mày màu đỏ. Tại cái màu nó bị vậy mà mày màu trắng nên ra qua đây nó xám lại thôi. Xám với nó đèn. Mày đen sẵn rồi nên cho nó. Nên cho làm đỏ. Tao nâu. Hồi nãy mày là cất xanh mà. Cất xanh. Chết mẹ, lại coi thường mấy cái màu đỏ nữa mà. Chấm máu à. Phải sao mày tụt tao ta thấy tao chào tao sao tao không thấy tao chào trời tao thấy không vãi ừ có nhỏ lại ừ nhỏ lại em nhỏ lại. Hết. Ta đéo có gì đi nha. Nhanh lên chó cúc xanh. Đây ta Eda mày không ta. Không sợ mát đây được. Cuối cùng hết. Như làm lâu quá nó tắt rồi. Mẹ. Extreme. Biết kẹt kẹt ở màn 34 nhiều quá. À mọi thứ bắt đầu à. Khó nhìn nè. Với thằng cận như mày nữa. Đeo kính rồi. Đi 100 độ như vậy. Không mày bét mà. Cứ... cái này có ship lock và đi nghiêng rồi. Ừ. Chuột. Sao mày đợt chuột? Chắc
đầu ngủ. Ấy, Su đang đi đâu kìa chỗ? Su đang đi đâu kìa? Tao đi đâu á? Thấy thằng Su mà. Mày đang đằng sau tao mà chuột. Mày nói gì vậy? Chỗ này đi đâu? À đây rồi. Màn 44 rồi. Dạ, màn 44 rồi. Giờ nó chả nhìn thấy được. Có một cái cống này. Chỗ nào đây? Đường nào đi được đi thôi. Đi có gì khó đâu trời. Vậy mà nhớ đường chi? Đường gì nhớ đường? Ta chơi lần đầu tiên thôi, ta vượt hơn mày rồi. Cước xanh. Cước xanh. Chết rồi, nửa cây rồi. Đừng hó ra nha chuột. Mấy mộ nè. Mấy cái màu đen kìa. Vô đây đi. À đây nè, đây nè. Vô cái hàng này rất mình nhất luôn. Bỏ mình nhất. À, nó cứ sao á. Ôi chết luôn. Quá xem chết. Mà mẹ tao biết mà chơi chết rồi. Nói cái này đây nữa. Rồi tao qua rồi. Trời, nó lừa mình. Chỗ nào màu đen quá vậy? Ủa? À, mình đi hẳn được. Đấy, cái nhà tưởng nó này nữa. Ở đây, cái đường này dễ hơn. Phía trước ta. Ôi má, màn 49 không có gì luôn á. À dễ vậy. Thơm bách. Rồi giờ chờ cước xanh nào. Yeah yeah. Nhớ đường, nhớ đường. Tao hạng nhất. Thắng sao dần dần thắng là đau cái đường vậy. Một nhỏ thôi đi. Nãy giờ mới 12 phút rồi hả. Cước xanh. Yeah. Cứt tới là Vita Coco. Mất kết nối. Rồi mình thắng rồi. Ủa gì vậy? Mình bắt đầu lại. Thành công. Chú đi trước mình kìa. À, ừ, tao đi trước mày. Đi nghe đen. Ủa? 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 Vậy là mày nhìn tao ra ăn chuột, chuột ra tao hả? Hay là... Ủa? Sủ chơi người tắt kìa chuột, giết nữa. Biết trước giờ mới tải Roblox á, chơi toàn mấy trò bắt cua mà. Xem mấy video YouTube, biết hết nhiều. Ôi dạ. Đây, mình sẽ chơi game nha. Mình mở đứa hướng dẫn luôn. Không nhớ tại di chuyển lúc này sao? Mày đã làm gì? Tao mới di chuyển mà. Mày đã làm chuyện này. Giờ mày phải trả giá. Mình dẫn ra từ em giết mình. Rồi mày sợ boy chưa? Mày sợ boy hết rồi. Tao chỉ nghĩ vậy thôi. Không mẹ ơi mày. Sao lồm. Mày xem trên. Mày xem mấy cái đó trên TikTok xong rồi nói cái gì. Mày sợ boy hết rồi. Sao tao thấy tao đang nằm. Tao không vậy. Tao bị cắn chết rồi.
Ủa? Sao bad ending? Vậy thôi hả? Chưa làm gì bad ending rồi? Ừ. Hay tại nãy đã di chuyển? What have you done? Chưa, sao bad ending rồi?